Sáng hôm nay bắt đầu cho thời pháp học bữa thứ ba, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu chia sẻ pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đi qua ngày thứ ba cái chương trình học khóa tu về thiền Vipassana Kamathana, tức là thiền binh sát, hay ta gọi là chỉ nghiệp xứ hay quán nghiệp xứ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào đó thì sư xin phép hỏi cái chư tăng chư ni có bà ni lông chưa, có người có người không ha? Sư biết có người có người không. Bên này bên ni có hết ha, bên tăng không có người có người không ha. Tại vì đi vào trong cái phần mà gọi là lĩnh vực cẩn thận đó, tại vì nó có cái kinh nghiệm mà có nó xảy ra, mà do đó đó nên sư mới có yêu cầu với chư tăng chư ni hoan hỷ dùm giúp cho, là vì từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay, từ hồi sáng hôm nay cũng vẫn có nhiều quý cô gõ cửa hỏi có cần ba ni lông không, mà cầm ba ni lông để làm gì nữa, phải không? Thì sư nói đó, để mà học tu, quý tăng quý ni biết đó, nếu mà chúng ta lên trên trường đại học của Mỹ đó thì nó có những cái thẻ cạc nhỏ như thế này nè, để mình ghi nốt, mình ghi nốt đó thì mình mới ghi nhớ được. Tuy nhiên với trạng thái mà của quý chư tăng chư ni để đó đa đoàn Phật sự lắm, ai cấm mình quên, do đó đó thành ra đó không có ghi đi nữa đó, cũng không có dùng nữa, tại vì bận rộn dữ lắm, sách vở nhiều khi mình cũng không có thì giờ mình coi nữa đó, thì giờ mình để lộn đó, thì khi mà cho toa thuốc đó cho chính mình đó, mình uống cũng lộn đó, rồi thì mình cũng hại nữa. Và cái pháp môn tu thiền này đó thì sư xin phép thưa với chư tăng chư ni là rất rất nhiều người đã nhầm lẫn giữa hai bên hệ, giữa chỉ và quán, giữa hai cái hệ đó. Có khi đó họ nói là họ thiền Vipassana, là thiền binh sát, là thiền quán, nhưng mà họ đi vào một thời gian á, họ vẫn còn bị lầm với cái thiền chỉ. Cho đó thì khi chúng ta biết mà bị lầm thì chúng ta còn may là chúng ta còn đi ra được, nếu như ta lạc đi được đường đó ta còn may trở ra được. Còn nếu như ta không có mà không biết đó, người ta đi suốt luôn. Quý chư tăng chư ni là chúng ta là tác như lai sứ, hành như lai sự. Các quý chư tăng chư ni là những người sẽ cầm cán cân căn nhà Phật pháp hay là căn nhà Tam Bảo để xiển dương giáo pháp của Đức Phật, Đức Từ Phụ của chúng ta, mà sau này còn hướng dẫn cho hàng đàn na tín thí hay những người Phật tử sao gần hay là hữu duyên với ta. Do đó đó, chư tăng chư ni cần phải thận trọng vô cùng. Chúng ta dạy một người mà dạy một cái nghề mà dạy sai lầm á, là chỉ ta hại người ta chỉ trong một kiếp mà thôi. Thí dụ như ta dạy người ta nghề thợ may hay là thợ điện hay thợ sửa máy, chúng ta dạy sai chỉ hại người ta trong một kiếp này thôi. Nhưng nếu như ta dạy người ta về Phật pháp á, hay dạy về tri kiến và giáo lý của Đức Phật á, mà chúng ta dạy sai đó, ta hại người ta cả triệu triệu kiếp rồi. Mà cho khi chúng ta cũng phải bị ảnh hưởng cái nhân quả đó nữa. Do đó đó, mình không có nên khinh suất, mình không có nên dễ vui, và mình có không nên coi thường cái chuyện đó rất là quan trọng. Và kinh nghiệm của những người đi trước á, thì thường thường á, họ đóng góp lại cho chúng ta đó, chúng ta nên lụm lặt liền. Vì có những cái người mà người ta đi qua, người ta bị vấp ngã, người ta bị thua thiệt, hay người ta thử bị sụp ngã té đổ, người ta đứng lên á, người ta có một cái kinh nghiệm. Như chúng ta đều biết à, chư tăng ni chúng ta biết không, thất bại tức là, giờ không phải, thất bại tức là mẹ có kinh nghiệm mãi mới được thành công, chứ chưa có phải là thất bại là mẹ thành công được, đúng không? Thất bại chỉ là mẹ có kinh nghiệm mà thôi, và nhiều lần kinh nghiệm đó chúng ta mới được thành công, chưa có giỏi nói như vậy, phải không nè? Đó, chư tăng như ni vẫn còn nói là thất bại là mẹ thành công, đâu có thất bại cái thành công liền đâu. Thất bại một lần ta kinh nghiệm một lần, hai lần thất bại ta kinh nghiệm một lần nữa, nhưng ta có nhiều lần như vậy ta mới thành công được. Sửa và sửa và sửa, sửa mãi cho thành sữa ăn xua mới chắc ăn được chứ. Ăn xua đó là sữa chắc ăn đó. Do đó đó, chư tăng chư ni phải biết là mình phải sửa mãi rồi chưa. Rồi khi mà chúng ta lễ Phật, khi ta lại Phật, hay là chúng ta đọc kinh sách Phật, hay ta ngồi thiền, chúng ta phải biết những cái gì.
trong câu chuyện mà chúng ta Chư Tăng Ni, chúng ta phải biết á, là luôn luôn chúng ta cần phải nắm vững, cũng như là chúng ta không nắm vững đó đó thì chúng ta sẽ khó mà chúng ta tiến bộ được và gặt hái được một cách kết quả, một cách cốt cao. Và việc chúng ta không gặt hái được kết quả cốt quả mà chính xác đó thì ta hướng dẫn người khác rất là nguy hiểm. Bữa nay ta sai một chút, hướng dẫn người ta sai một chút, ta hướng dẫn sai một chút, người hướng dẫn đó họ đi hướng dẫn người khác sai một chút, rồi cái sự lũy tiến đó cái càng ngày xa một chút. Vì Chư Tăng Ni cẩn thận à, cứ mỗi lần mà chúng ta lễ Phật giả, chúng ta tới lễ Phật đúng không, khi ta lễ Phật giả thì chúng ta phải làm cái gì? Lễ Phật giả tức là gì? Kính Phật chi đức, kính Phật chi đức, kính Phật chi đức. Và chưa niệm, chúng ta niệm Phật, niệm Phật giả, niệm Phật giả, chúng ta làm cái gì? Cảm Phật chi ân, cảm Phật chi ân. Chúng ta nói tới niệm Phật là chúng ta cảm Phật chi ân, rồi chưa? Rồi kháng kinh giả, chúng ta đọc kinh, kháng kinh giả thì chúng ta là gì? Minh Phật chi lý, minh Phật chi lý, minh Phật chi lý. Rồi tọa thiền giả, đó quý tăng quý nam biết rồi, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, chúng ta biết như vậy đó. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta mổ xẻ cái này, lễ ta quỳ xuống đảnh lễ Phật ba lại thì ta phải biết ân đức Phật có ba. Vật thứ nhất, ân đức Phật thứ nhất là gì? Tịnh đức. Thứ hai là bi đức. Thứ ba là trí đức, là ngài có ba ân đức cao thù thắng. Chúng ta phải biết khi ta đảnh lễ Phật là chúng ta phải biết ba cái ân đức đó, quỳ xuống đảnh lễ bi đức, tịnh đức và trí đức, ba lại lễ lại đó thì chúng ta tỏ bày tôn kính ngài với một ân đức ngài cao quý. Ngài luôn luôn là trong sạch, đời sống của ngài là cao quý thanh tịnh, là tịnh đức. Ngài luôn luôn đem lòng thương xót của chúng sanh vô lượng vô biên, ngài có tấm lòng bi đức và ngài có trí tuệ siêu việt không có ai sánh bằng. Do đó ngài được gọi là trí đức. Do đó khi ta đánh lễ Phật ba lại, chúng ta phải biết ba nghĩa đó: tịnh đức, bi đức và trí đức. Rồi khi ta niệm Phật, ta niệm Phật là ta niệm không phải niệm cái hồng danh Đức Phật, mà cho ta phải niệm ân đức của Đức Phật có chính ân đức, mà ta gọi là thứ nhất là bậc ứng cúng, bậc biến chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thể, phu thượng sĩ, hay là bậc vô thế gian giải. Những cái đó đó nè, nằm ở trong phần gọi là ân đức tam bảo. Chiều nay, ngày mai, Chư Tăng, Chư Ni và quý Phật tử sẽ được phát ra cái quyển đó, ân đức tam bảo, đang trên đường đến chùa Việt Nam. Sư đã order từ bên ở bên chùa của sư đó, trên Bà Chi Nha đó, họ gửi bưu điện mà bị trở ngại, do nó hơi tới trễ. Chứ không đó là bữa nay Chư Tăng Chư Ni quý Phật tử sẽ có cái quyển ân đức tam bảo, giải thích tất cả chính ân đức của Đức Phật. Chúng ta niệm tới ân Đức Phật là chúng ta tri ân của ngài, mình phải biết ân của ngài. Ngài là bậc ứng cúng hằng đấng bức ứng cúng và đấng được cúng dường, đấng được trọn lành. Chánh biến chi là ngài toàn tri diệu giác, ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh, minh hạnh túc. Chúng ta phải biết rõ như vậy đó thì chúng ta niệm Phật mới có ý nghĩa. Và kháng kinh giả, minh Phật chi lý, chúng ta tìm được chân lý. Chân lý của Đức Phật là gì? Tứ đế, tứ đế. Do đó đó, kháng kinh giả là khi ta đọc kinh, ta đọc kinh, chúng ta thấy được ý nghĩa của Đức Phật, ngài cho chúng ta được gì? Lý tứ đế, khổ tập diệt đạo, trên con đường giải thoát. Chúng ta phải thấy tọa thiên giả, đăng Phật chi cảnh, Phật là giác ngộ, giác ngộ, cảnh giải thoát, niết bàn. Chúng ta phải biết như vậy đó. Khi chúng ta làm cái điều này, chúng ta ra được vấn đề, chúng ta nắm được cái này, chúng ta được hiểu được cái lĩa mà chúng ta đang làm. Do đó đó, mỗi cái chúng ta đều phải có đón nhận được. Nghe chưa? Đăng Phật chi cảnh, đăng Phật giác ngộ, Phật là giác ngộ, chi cảnh giác ngộ giải thoát. Như vậy thì khi ta ngồi thiền, ta được đi đến, đăng là đi đến sự giác ngộ và giải thoát. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Do đó mình phải hiểu, khi ta nắm được cái đó, chúng ta mới ra được vấn đề. Khi ta kháng kinh giả, chúng ta đọc kinh là ta phải cần phải minh, là sáng suốt, giác ngộ, cái lý mà Đức Phật ngài tìm ra
lý tứ đế. Minh là sáng suốt, phải giác ngộ cái lý mà ngài tìm ra, tứ đế. Niệm là ta ghi nhớ là Phật, ta luôn ta ghi nhớ tới Phật, là chúng ta phải cảm xúc được cái ân đức của ngài có ở trong đời, chính là ân đức. Do đó đó, khi ta lễ là ta phải đảnh lễ vì ngài, kính kính ngài, vì ngài có ba cái ân đức to lớn. Thì khi cái mỗi lần ta làm như vậy đó, chúng ta có giá, cái giá trị mà ta có ý nghĩa thì ta mới có phước báo. Khi ta làm một việc thiện mà chúng ta làm mà ta không có hiểu biết, cho đó chỉ một cách máy móc, mà máy móc gì không gặt hái được phước báo được bao nhiêu. Người ta ngồi ta đếm mãi, ta ngồi ta suy nghĩ hoài, ô tôi làm việc nhiều việc thiện mà sao đời tôi cứ mãi khổ hoài, làm sao vậy? Là vì sao? Khi ta làm mà chúng ta không có cái tác ý làm, và chúng ta không hiểu ý nghĩa làm, và khi ý nghĩa làm là mà ta không có đó, thì làm sao ta đón nhận được? Khi ta gieo hạt lúa mà ta không biết cái hạt lúa ta làm, mà hạt kia hoặc từ ăn cơm, từ hạt cơm chúng ta làm ta có bao nhiêu ý nghĩa? Một hạt lúa, từ một hạt lúa đi đến trở thành hạt cơm, nó phải có 7 chi pháp. Chúng ta phải biết như vậy đó. Mà nếu chúng ta không biết nữa đó, chúng ta không ra được cái cơm. Mà khi chúng ta không hiểu được cái cơm này từ đâu mà có đó, thì chúng ta không có ra được cái hạt lúa này ra cái gì. Làm sao ta biết ơn đức? Lúa, ruộng, nước, người nấu, củi, lửa và nồi mới ra hạt cơm. 7 chi pháp. Rõ ràng trong kho tàng pháp bảo Đức Phật thì nói rõ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta không nghe, chúng ta không có nắm được đó. Sao ta nắm được? Ta nắm chứ. Cơm ở đâu mà có? Người nông dân làm có không? Người nông dân làm không được. Phải có hạt giống, có nước, có ruộng và cái sự chăm sóc, có nồi cơm, có lửa đốt nó mới ra hạt cơm. 7 chi pháp. Chúng ta phải nói rõ như vậy đó. Khi ta nói rõ như vậy thì ta mới nắm chắc được cái căn nhà mà chúng ta hình thành lên. Chúng ta phải biết căn nhà nó được gồm có những cái gì. Xưa chúng ta có học cái môn về metri đó, tức là cái chiết tính vật liệu, chúng ta mới xây được căn nhà. Bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu xi măng. Chúng ta phải, mà nhiều có số liệu nhiều quá, người ta sẽ nhớ được. Bỏ vô bao ni lông, bỏ vô bao ni lông, từng bỏ bao ni lông ta bỏ vô. Khi ta đụng vô cái ta bóc ra ta tìm. Chứ bây giờ quý biết tăng cái này chép trong hàng những tập đó, ở trên Phật tử, ở trên Virginia, Maryland, Washington DC đó, họ chép, ô chép nhiều vô số, chép nhiều lắm. Mỗi lần mà sư giảng đó họ chép mà, cái tới khi mà sư hỏi lại coi, sư biết, nhìn với cách mắt nè, nhìn qua nhìn lại sư biết có nhớ không nhớ. Sư nói chứ có biết cái đó không, cái lật quyển sách nha. Sư nói không có, cái quyển tập này tập thứ 17 trang 16 hàng 25 mà bữa nay cái tiệc đó để nhà rồi không có đem theo. À, thấy không? Do đó đó, kinh nghiệm của một vị giáo thọ, muốn là một thầy giỏi phải học sinh ngoan, muốn là một vị thầy giỏi phải là một học sinh ngoan trước. Mà học sinh ngoan xong rồi đó, làm thầy giỏi chuyện nó tống tay của chúng ta mà thôi. Chúng ta muốn làm vị thầy giỏi đó, chúng ta phải học sinh ngoan, phải học sinh thật là ngoan với những cái gì mà người thầy hướng dẫn đó, chúng ta đừng bắt liền chứ không bỏ qua. Tại vì kinh nghiệm đó phải lượm bao nhiêu lòng và lúc nào cũng mang trong túi. Hỏi cái thằng niệm xứ móc cái thằng niệm xứ. Hỏi cái thọ niệm xứ móc cái thọ niệm xứ. Chúng nữa hỏi thằng niệm xứ móc cái tâm niệm xứ. Nói luôn cái pháp đó luôn. Lộn. Râu ông này cấm, bà kia làm gì cấm râu. Trời, râu ông này cấm càm, râu ông kia. Trời ơi, gì mà nói bà kia, sao mà bà mà cấm được. Gì mà cứ nói mãi à. Râu ông này cấm càm, ông kia. Trời mà cấm bà kia, bà mà làm có râu. Chúng ta phải sửa đổi lại. Chúng ta phải sửa đổi lại cái nói của chúng ta. Cái nói chúng ta chưa có chỉnh á, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sửa đổi lại à. Đồng ý không? Vì bây giờ chúng ta nói sao? Râu ông này cấm. Râu, chỗ lớp đầy ha. Không có lớp nào bằng lớp này nha. Vừa nói cái sao biết liền à. À chưa, chúng ta nắm rồi. Rồi, chúng ta bắt đầu nắm chắc chưa? Bốn cái bao ni lông này là bốn cái túi đựng pháp. Hồi xưa kia, thời kỳ mà không có hình thành cái chữ viết đó, thì toàn là khẩu truyền. Đức Phật ngày khẩu truyền nói ba lần. Do đó, Vi Chư Tăng Vini đọc trong những cái Nikaya, thì Đức Phật là nói tới ba lần. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Lần thứ nhất là nghe pháp, lần thứ hai hiểu tri pháp, lần thứ ba là giác ngộ liền. Là ngài nói ba lần thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình nói cả ngàn lần mà không có giác ngộ. À, cái đó đó mình biết rồi.
thấy không? Tại vì sao? Người ta sinh sao đẻ muộn, cái thời đó là cái thời người ta gọi là lợi căn, người thượng căn không à. Còn mình đây là người giờ là người độn căn, người hạ căn. Do đó mình biết mình yếu, mình thua. Do đó mình phải lo chuẩn bị. Sư là như vậy đó. Sư mà vô chùa trong trường lớp nào mà sư thấy ai học giỏi đó, cái sư thấy mình thua mình yếu đó, mình gắng mình vượt lên, chứ không phải là mình chủ quan và cũng không có mặc cảm tự ti. Thua là mình học, mà mình học cho bằng được với nỗ lực của mình, tặng nhân lực trí hay quá ha. Mạng nào mà trời cho tặng nhân lực trí tiền nghiệp, mình hãy học hết mình rồi mới biết nghiệp quá khứ mình có dung chồng không. Mạng nào trời cho vậy mà cũng nói thiên mạng nữa. Chúng ta không có mạng nào cho, của trời trao cho, cha mẹ sinh ta ra thôi, chứ mạng nào trời cho. Do đó ta phải nói tặng nhân lực trí tiền nghiệp, ta làm hết sức mình đi rồi ta mới biết nghiệp quá khứ mình có gieo trồng không, hôm nay chúng ta có hay không. Sinh ra chúng ta là người nhị nhân hay sinh ra ta là người tam nhân? Ta người tam nhân á, người đắc đạo quả mau. Người nhị nhân á thì chúng ta đắc quả chậm, kiếp này không có, phải gieo trồng nhiều cho kiếp sau ta mới có. Do đó chúng ta không đặt cái số phận của mình ở trong thiên mệnh, mà có thiên mệnh rồi nó có thiên tử. Do đó ca quý chư tăng quý ni biết không? Không, bị nói cái không biết liền. Chưa nói cái biết rồi. Nên chư tăng quý ni chúng ta phải biết đó, có nhiều vị cứ leo theo cái mệnh gọi là thiên mệnh đó. Nên sư phụ của sư đó, ngài Tịnh Sự nói chứ, ông ơi, giao cho tôi 10 đạo quân, tôi cai quản nó còn dễ hơn. Giao cho tôi 10 ông tỳ khu, tôi cai quản tôi muốn chết luôn rồi đó. Xuất gia theo Phật, nhưng mà hành đạo theo ông trời không à. Tại vì thiên mệnh đó. Quý tăng nghe, quý tăng này thấy không? À, xuất gia theo Phật, quỳ xuống Phật là quỳ. Và con xin thành kính quỳ Phật, Phật thăng sa năng cách cha mi. Nhưng mà đắp cái y lên đó, thành ông trời. Tại vì thiên mệnh. Chứ tăng này hiểu không? Bây giờ thiên mệnh hay là tiền nghiệp? Trời ơi, lớp hay ghê không? À, bỏ thiên mệnh rồi. Chúng ta phải bỏ dần. Những cái gì mà không đúng á, mình sửa đi. Sửa để chi mình thấy sự thật. Minh Phật chi lý, sáng suốt, giác ngộ, thấy được sự thật. Lý là sự thật. Chúng ta phải thấy minh Phật chi lý, sáng suốt, giác ngộ, thấy được sự thật. Do đó, khi ta kháng kinh giả, ta đọc kinh là ta phải biết như vậy. Rồi chưa, ta nắm được chưa, được xóa được chưa, chúng ta xóa hà. Dạ, cho xin phép xóa không? Trời, cảm ơn nhiều. Trời đất ơi, phải xin phép đàng hoàng nha. Ở đây toàn là thiên mệnh không ha? Có thiên mệnh không? Không có thiên mệnh. Rồi, hay, vô cùng hay. Rồi chưa, bữa nay chúng ta cần 4 cái túi. Chúng ta cần có 4 cái túi. Túi thứ nhất, sư múc gặt mâu ấn cho chư tăng ni. Hãy để đó là cái túi là gì? Thân tỳ quán. Chúng ta ghi tất cả những cái gì của thân tỳ quán, chúng ta bỏ vô một. Yeah. Chúng ta viết cái bao thứ hai, chúng ta lại thọ tỳ quán. Cái thứ ba là chúng ta ghi là tâm tỳ quán. Thứ tư là chúng ta gọi là pháp tỳ quán. Chúng ta lập cái label đó. Giờ lo xé giấy dữ rồi chưa? Không cho lo ghi, lo làm xé giấy. Cái nào ghi thì mình đang ghi, con nào mình đang ghi mà lo xé giấy, chúng nó không biết cái cách nào ghi. Thấy không? Bắt đầu là quý tăng cái này, chúng ta phải thống nhất nhau như vậy đó, nghe chưa? Một cái label đầu tiên là quý chư tăng ni sẽ bỏ vô trong cái bao đó, nằm ở trên cái túi bao đó, nghe không nè? Mình dán cái label lên trên đây nè, mình để trên cái bao. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Thì ở trên đây chúng ta sẽ thấy thân tỳ quán nó có 6.
thân tỳ quán có 6, mà thọ tỳ quán có 2, mà chia làm 2 nó thành có 6. Như này có 6, có 2, có 6. Thấy chưa? Rồi tâm tỳ quán nó có 3. Có 3. Nghe chưa? Rồi pháp tỳ quán này nó có 6. Có 6, có 5, có 6. Chúng ta có lẫn lộn qua cái đó khi mà chúng ta cần nắm bắt. Nghe chưa? Chúng ta phải ghi cái đó để chúng ta đọc được. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mới phân biệt được. Rồi ha. Cái đó là cái label mà chúng ta, cái nhãn chúng ta dán ở ngoài bản từ cái bao ni lông đó. Rồi chưa? Bắt đầu chúng ta xóa cái này. Chúng ta xóa cái này. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải nói nhau trước, chúng ta cần nói nhau trước là chư tăng quý chư ni, chúng ta phải biết rằng là nói nhiều, nghe nhiều không bằng thực hành. Chúng ta phải thực hành. Do đó sư tha thiết rất mong cầu có một ngày nào đó chúng ta ngồi với nhau, chúng ta ngồi nha. Bây giờ chúng ta nói hoài nó không có hay đâu, phải ngồi xuống à, thấy không? Ngồi xuống thực hành thiền từ sáng tới chiều à, cho nó vui. Có khi năm này qua năm kia luôn, không thèm làm gì hết, ngồi thiền không. Do đó mới có kết nghĩa, có kết quả được. Chứ còn không á, chỉ tới trên lý thuyết mà thôi. Lý thuyết nó không đem lại gì cả ha. Chúng ta quy ước như vậy thôi. Nhưng bây giờ chúng ta bổ túc lý thuyết trước đi, rồi chúng ta sẽ lấy được kinh nghiệm từ nơi thực hành sau, nếu cho ta có điều kiện. Rồi chưa? Rồi, chúng ta đi vào trong cái này là chưa ghi nha. Chúng ta quý tăng này chưa có ghi mấy bỏ cho bao nội lòng. Cái này ta phân biệt trước. Những cái gì mà gọi là chỉ đó, những cái gì gọi là chỉ đó, những cái gì là thuộc về thiền chỉ, chúng ta phải phân biệt rõ để rồi chúng ta mới bắt đầu đi vô mới được. Cái chỉ á, phương tiện của nó là đề mục. Phương tiện của nó đề mục đó làm cũng có 40, như chúng ta biết 36 nhờ 4. 36 thuộc đề mục sắc giới, 4 thuộc đề mục vô sắc giới. Đó là phương tiện. Chúng ta phải biết cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh, đúng không nè. Rồi tu tập về thiền chỉ, phương tiện là chúng ta phải cần có một trong 40 đề mục này. Rồi khi mà đi thiền chỉ nó như vậy đó, thì đến cứu cánh nó là làm gì? Diệt được pháp nghịch à, thiêu đốt pháp nghịch, đốt pháp nghịch đó. Cái cứu cánh của nó đó là thiêu đốt được pháp nghịch. Cái thứ hai nữa đó là tâm được an tịnh, tâm được an tịnh, tâm được an tịnh. Đó. Cái đó đó chúng ta gọi là gì? Cứu cánh của nó. Cứu cánh của thiền chỉ samadhi đó, nó có 2 cái đó thôi. Khi chúng ta buồn phiền ở trong lòng của ta, phải không nè? Chúng ta có những cái gì xáo trộn trong cái độ nội tâm của ta, ta ngồi xuống, ta ngồi lặng người, ta ngồi xuống. Chẳng hạn như cái phương pháp thường của người Phật tử Việt Nam của chúng ta là khi chúng ta để thời giờ trống làm gì? Ngồi xuống niệm Phật thôi. Phương pháp niệm Phật đó là chỉ là một trong 36 đề mục sắc giới của thiền chỉ. Nó chỉ là một phương pháp đó, cũng là phương pháp đó. Thì người ta ngồi niệm Phật đó, niệm Phật hoài. Nhưng mà nó chỉ là đưa đến là thập phụ niệm, tức là một trong 10 cái phương pháp đề mục đó, đưa đến cận định mà thôi, chứ không đắc định được. Chưa có đắc định. Muốn đắc định á, phải đổi qua đề mục khác. Mà cái người thiền sư á, phải biết để mà chuyển cho họ. Chứ còn không đó, họ ngồi niệm năm này qua năm kia, không có đắc định được. Điển hình là quý chư tăng ni thấy không? Khi mà họ niệm, họ không có vô được trong Phật. Tại vì ta niệm Phật, ta không có vô được trong Phật. Khi mà ta appana là trong tâm người ta phải vô được đề mục. Đề mục chúng ta là một, gọi là nhất tâm đề mục. Một, gọi là thống nhất ekagata. Thì cái đó đó, thì ta niệm Phật ta không vô được. Cũng như ta niệm Pháp cũng vậy đó. Chúng ta niệm như là dạy Đức Phật đó, thì chúng ta không có vô được. Do đó nó có 10 cái phương, nó 10 cái đề mục gọi là cận định thôi. Cận định thôi, anusati, tức là đưa đến phụ niệm thôi, nó không đến được định. Thì những đó đó, nhưng mà cũng là cái phương pháp tu thiền, cũng làm được. Có nhiều người lớn tuổi á, họ học không được. Họ sư rất là thông cảm, là vì họ không có thể nào họ nhớ hay là họ nghe họ hiểu được đó. Nhưng mà thật sự đó, cái thiền này á, mà quý chư tăng với ni á, mà khai thác được đó, dùng được đó đó, nó còn quý hơn là chúng ta đọc thiên kinh vạn điển nữa. À nó vậy đó. Vậy vì sao ta tìm kho tàng mà pháp bảo to lớn vĩ đại đó chính từ nơi nội tâm của mình, chứ không phải từ nơi kinh điển. Đức Phật nói rõ như vậy. Rohitasa, đến hỏi Đức Phật tìm cầu con đường giải thoát,
ở khắp thế gian này. Đức Phật nói hồng trong con người của Rohitasa, đó là nhân sanh, đó là chúng sanh, nhân sanh chúng sanh, diệt tắc chúng sanh, và có con đường diệt tắc chúng sanh tứ đế nằm trong con người của Rohitasa. Do đó đó, khi mà chúng ta khai thác được thiền đó, chúng ta còn quý hơn là chúng ta đọc kinh. Khai thác được thiền đó còn quý hơn là ta đi học. Chúng ta ngồi thiền đó, ta thấy hết tất cả mọi vấn đề. Từ đó chúng ta mới thấy là gọi là giác ngộ. Do đó phải học và phải hành. Nhưng mà bây giờ đó, khổ là bây giờ cái có một số các vị Phật tử lớn tuổi đó, họ không vô được, họ than thở, thì thôi sư không cảm, cũng được. Chúng sanh nhiều thứ nhiều loại mà, bây giờ mình muốn nâng họ lên tới đỉnh núi á, họ leo lên không được là làm sao? Chết, trời ơi. Không, tự nhiên leo không được là chết. Họ leo không được thôi, họ đẻ ở dưới, chứ không phải là đẻ họ chết. Sư nghe thấy hết hồn là leo không được họ chết. Quý tăng này hả? Còn bây giờ ta qua cái quán nè, cái môn học năm nay, khóa tu hạ năm nay là ta học cái quán nè. Thì khi ta học cái quán đó, thì cái phương tiện chúng ta cũng phải biết thương tiện. Phương tiện của quán là gì? Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Phương tiện của quán đó là tứ niệm xứ. Là chúng ta nãy ta nói đó, thân, thọ, tâm, pháp. Đây là một phương tiện để chúng ta đặt tâm cái vô, đặt vô cái tâm này. Không cần phải đi tìm đâu. Kinh điển chúng ta còn phải nương vào quyển sách. Còn cái này mình ngó trong người chúng ta thôi. Ở trong người ta có bao nhiêu cái nhìn thẳng vô đó, người ta biết là lúc đó ta thấy đó, nó dễ hơn là kinh sách. Nhiều khi kinh sách đó, ta đã quên, ta để lạc, chúng ta không nhớ nữa. Người ta làm sao đó, chúng ta ngồi vô ta thấy đây là phương tiện. Nhưng mà đến với cái trạng thái mà cứ cứu cánh đó là gì? Là diệt lậu hoặc. Diệt lậu hoặc. Đó, diệt lậu hoặc, được giác ngộ, giải thoát, đạo quả. Đạo quả. Do đó, những ai mà có tấm lòng thiết tha, những ai có tấm lòng thiết tha, muốn được giải thoát và muốn đạo quả niết bàn, ngay trong kiếp hiện tại này là họ phải đi rốt ráo lên con đường gọi là gì? Hành thiền. Chứ không phải ở trên góc độ là tụng kinh, rồi niệm Phật, hay là chúng ta không khai thác được cái phần tâm linh của chúng ta một cách rất là cụ thể và rốt ráo. Thì chúng ta không có thể nào khác hơn được. Cái gì mà đưa đến giác ngộ là cái tâm. Cái gì hiểu biết được giải thoát là cái tâm, chứ không phải là cái kinh điển. Kinh điển là cho chúng ta con đường để đưa đến giác ngộ, nhưng cái tâm ta phải liễu tri được lời dạy, ý nghĩa, nội dung của kinh điển đó, chúng ta mới đưa đến giác ngộ được. Cũng là cái tâm. Nhưng mà cái tâm của ta phiền não, tâm ta bị mây đen, tâm ta những phải bị phóng dật, tâm ta bị ô uế, chúng ta bị cột trói trong cái sự mê mờ trong đó, thì làm sao mà chúng ta thấy được cái sự giác ngộ ngay trong khi kinh điển đang có trong tay của ta đang có mà chúng ta đọc không hiểu đó. Cho đó đó, khai thác cái đó, nhìn vào cho đó, và chính cái đó làm chúng ta giải quyết được. Thì kinh điển rồi gác bên ngoài tay và ở lại trong cái đấy, chính nội tâm của mình nó phát triển lên. Thiền viện Ma Si, hôm nay người viện chủ của Thiền viện Ma Si là ngài Chatila, mà quý chư tăng ni đang có cái trong tay cái hình ảnh của ngài Chatila đó. Thiền viện Ma Si hôm nay nằm trong tay là 510 chi nhánh trên toàn thế giới. Nước nào cũng có những cái Thiền viện Ma Si nằm trong chi nhánh đó. Và chùa Cư Sư là một thành viên member của Thiền viện Ma Si. Chính do đó đó là chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải đi vào cái hệ thống mà có thiền viện quốc tế này đó, toàn là những người quốc ngoại quốc đã tới, và những cái sự nghiên cứu đó là sự quốc hao. Mà trong khi mà sư đến trong cái thiền viện Ma Si đó, thì vị viện chủ đó rất cần sư dịch những cái quyển tài liệu của thiền viện Ma Si có, ngay cả của ngài Ma Si luôn, cho người Việt Nam học. Tại vì có một số người Việt Nam không phải tại đây nhưng ở Việt Nam qua, họ không có biết tiếng Anh, do đó cần phải dịch ra cho họ học. Thì ngay khi mà vị ngài Chaitala đưa cho sư này, vừa gặp sư là trao đổi hỏi han nhau xong xuôi, cái đưa sư một số sách bằng tiếng Anh, dịch ra bằng tiếng Anh rồi, hôm đó bằng tiếng Miến dịch qua tiếng Anh, cầm quyển sách này ông dịch cho Phật tử Việt Nam ha, cho chư tăng ni Việt Nam ha. Dạ, nhưng ông đem về ông cắt chứ không lấy ông đọc, không cho đọc.
phải hết cái khóa tu rồi xong rồi đó, cầm nó về nước Mỹ đó, ông muốn đọc. Chứ còn ở trong thiền viện là kinh điển phải cắt bỏ, tủ và khóa lại, chứ không được lấy ra đọc. Đọc là động tâm. Do đó đó, cái quy chế nó như vậy đó. Như khi mà tôi đi vào trong cái quốc kháo tu thiền này đó, là cái chư tăng này không có thời giờ để mà đọc. Phải đọc bây giờ hay học bây giờ thì chúng ta học. Nhưng tới khi ngồi thiền đó, chúng ta không có để mà chúng ta có sách vở nữa. Mà nếu mà đọc bao nhiêu là phóng tâm bao nhiêu, loạn tâm tới đây nhiều. Mình chúng ta phải biết rõ như vậy đó. Ngũ quyền, chúng ta nói tới ngũ quyền. Bành trình thùy giá là ngũ quyền. Chúng ta có ngũ căn ngũ lực không nè, chúng ta gọi là ngũ quyền. Chúng ta có năm cái quyền lực này, năm cái năng lực này là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Đúng không? Chúng ta đã biết. Mà tính mạnh quá sinh mê tín. Tính mạnh quá sinh mê tín. Tấn mạnh quá sinh nóng nảy. Tấn mạnh quá sinh nóng nảy. Niệm mạnh quá sinh thất niệm. Định mạnh quá sinh hôn trầm thì miên. Định mạnh quá sinh hôn trầm thì miên. Và tuệ mạnh quá sinh hoài nghi. Sinh ra hoài nghi. Phải không? Cái này đúng không? Cái này chắc không? Sinh hoài nghi. Do đó đó, khi mà người hành giả mà để mà họ phát triển cái tuệ mạnh quá mà không có lấy bốn cái quyền kia hỗn túc lại, thì lúc đó nó họ sinh hoài nghi. Mà càng ngộ thiền bao nhiêu mà một mớ kinh sách cái bên đó đó, họ đụng một chuyện gì mà họ sinh lên cái gì mà họ thắc mắc đó, họ chụp cái sách vở họ đọc, họ sọc đọc thì còn đi tới về mình là nghiên cứu, họ còn gần như đâu mà hành thiền. Do đó gác là một bên, những hành giả đến những trung tâm thiền viện ngày hôm nay trên quốc tế của Miến Điện là kinh sách được loại qua một bên và được họ tịch thu lại, họ cắt lại. Và tới khi nào mình mãn khóa ra về thì lúc đó cần sách vở đó họ mới đưa, chứ họ không cho mình vừa ngồi thiền mà vừa đọc. Cái chưa? Do đó nó ngày mốt mà chúng ta ngồi thiền đó, kinh sách tịch thu là hết. Rồi bắt đầu im rồi, im quá trời. Hiểu chưa? Chúng ta phải hiểu ra nè. Do đó chúng ta phải cẩn thận ha. Vậy thì khi ta nói tới thiền chỉ, khi ta nói thiền chỉ an tịnh ha. Nè nghe nè, chư tăng nguyên ni của nguyên Phật tử nghe nè. Khi ta ngồi thiền mà ta được an tịnh ha, tâm ta không còn phóng dật, tâm ta không còn bị tán loạn lao chao, tâm ta không bị hôn trầm thì miên. Đó là ta đang ở cái thiền chỉ của an tịnh. An tịnh của thiền chỉ, nhớ chưa? Nha. Có nhiều hành giả sư hỏi ở nơi khác chứ không phải ở đây. Tăng ni đây không có. Tăng ni đây là xuất sắc lắm. Phật tử đây là số 1 rồi đó. Không có ai bằng cái lớp này đâu. Vậy đó thì mình nói cái chỗ xa xa kia kìa. Ở bên Phi Châu vậy đó, thấy không? Đó. Tại vì không có ở đây mình mới nói được. Biết chưa? À, có những người hành giả đang xa xa cái hỏi sư con ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ an trú lắm. Hoan hỷ vô cùng. Cái sư nghe. Chúng ta nghe là chúng ta nghe pháp, chứ đừng nghe cái cảm xúc của người ta nói. Chúng ta phải hiểu được lý. Chứ còn nếu mà ta nghe mà nghe cái cảm xúc của người nói đó, chúng ta không nghe được pháp đó, ta không hiểu được lý, ta giải đáp chặt liền. Mà ta đưa tư kiến không à, đưa cái ý kiến của ta vô. Cho đó đó, sẽ nghe. Ồ, hoan hỷ ha. Rồi, ngồi thiền gì vậy? Dạ con thiền quán. Cái này là chắc nuôi gà rồi. Tại vì quán gà. Trời ơi. Thấy không? Đó, mình không có biết, chỉ là mình nghe lộn liền. À, ngồi thiền mà 3 tiếng đồng hồ yên yên tĩnh luôn. Hiểu không? Nghe muốn xỉu rồi đó. Ha, hỏi ngồi thiền sao? Ghê lắm. Cúp không? Ngồi nhìn sao? 3 tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Ồ, hay rồi đó. Cô Tâm nói tiếp tích, kể nghe coi. Ngồi yên tĩnh. Ồ, xuất sắc rồi đó. Thiền gì vậy? Thiền ngủ. Trời, bên đây còn chú giả thiền ngủ nữa. Cá, họ nói họ thiền quán. Họ thiền quán thì phải thấy thân. Thấy thân của họ tê nhất bộ đào chứ. Thọ họ phải vui, buồn họ thấy chứ. Và cái tâm của họ đang sanh diệt chứ. Mà thấy pháp của họ đang hiện bài từng phút chứ. Sao ngồi yên tĩnh 3 tiếng đồng hồ? Cái này quán gì? Trời ơi, cái lớp hay chưa? Bây giờ bắt đầu qua quán gà rồi đó. Thấy chưa? Đó. Cái bài kiểm tra ngày mơ chúng ta cũng na ná đá vậy đó.
đa vậy đó. Nhớ cái đó là hé lộ bí mật chút chút rồi đó. Đó. Nó gì thì đó. Cho nên những cái câu trắc nghiệm ABC khoanh, chúng ta sẽ thấy là nguy hiểm là vậy đó. Giới gần giống, nhưng mà thật ra là chặt lắc. Cẩn thận chứ, ghi rõ ràng chưa. Rồi, khi chúng ta nói tới pháp nghịch là những cái pháp gì mà là chúng ta ngồi thiền chỉ được, mà ta chỉ đè nén nó thôi, ta đốt mà, ta đốt thì lửa nó đốt cháy lên, rồi xong xuống cái nó hết lửa nó tắt, thì mà móc nó mọc lên lại, người ta gọi là đốt, nghe không? Cái từ ngữ để sát người ta thấy rõ rồi nha. Còn cái này là diệt trừ, nhục nhổ sạch, thẳng gốc rễ nè, lậu hoặc là pháp chìm đắm, chìm ngâm những cái thói quen, những cái tập khí, những cái tính nết mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay, chúng ta phải diệt nó, gọi là lậu hoặc. Nha, như ta nghe kịp ha. Hai cái đó là chúng ta phải đối chiếu liền, mà chúng ta phải so sánh cho kỹ để mà bà kiểm ra chúng ta không có bị lạc đề đó, không bị lầm đó. Thì khi ta nói một cái pháp mà nó đến chúng ta, ta ngồi thiền chẳng hạn, như giờ chúng ta quy ước nha, không có nói tới nó lùi nữa, là ta ngồi thiền quán, đúng không? Mà khi ta ngồi thiền, cái tâm của ta đang ngồi thiền an trú, 5 phút đầu ta ngồi vô an trú, nhưng chút xíu cái chân ta bị tê, phải không nè? Có nhiều người không thấy tê, nhưng mà ta ngồi chút xíu ta bị nhức, cái chân họ bị nhức. Thì lúc bấy giờ họ làm sao để mà diệt, hay làm sao họ phải tiếp tục họ thiền được? Một là đứng dậy rồi nghe đó, bỏ cuộc chạy rồi đứng dậy là bỏ cuộc rồi. Rồi cái thứ hai, một á là khi ta bị tê, ta bị nhức, ta bị đau, bị mỏi đó, thì lúc bây giờ đó cái gì nó đến chúng ta bắt đầu dịnh cái bạn chứ không sư té. Thì bây giờ cái bạn vừa cho nó đứng cho chắc chứ không là xỉu liền đó, nó không xỉu liền. Những cái đó đó, những cái gì mà Chư Tăng Chư Ni vừa nói đó, đó là lậu hoặc của mình đó. Chưa, mình phản ứng liền, thấy không nè? Như Chư Tăng hạn như người ta nấu bếp đó, người ta nấu bếp đó, cái chuyện này Chư Tăng đừng nghe, bên đây này thôi, nấu bếp đó, Chư Tăng đâu có nấu đâu, đâu có biết đâu, có hả? Không, giờ mình cứ gác qua bên, Chư Tăng không nghe đi, đừng cho Chư Tăng nghe, nếu không nói trên này, khi ta nấu bếp đó mà bị phỏng cái tay đó thì phản ứng ta là gì? Chụp vô cái giá ta liền, đúng không? Có không? Mà bấm cái phản ứng lậu hoặc chụp vô cái này là lậu hoặc liền. Giờ mình phải đúng vô cái mình nhìn thấy sanh diệt, nó quả diệt đó, mình phải diệt cái thói quen. Kịp chưa? Chưa, trời ơi, chưa nữa ha. Rồi chưa, mỗi khi ta đụng vô cái phẩm á, đụng vô cái phẩm cái tay ta chụp lên liền lậu hoặc. Chúng kia này đụng vô cái phẩm quán, cái đó quán, với đồng quán sát chứ. Mình không có làm theo nó quen nữa, mình phải quán sát. Mà đầu tiên đó là gì? Mình diệt cái thói quen mình trước, không có theo cái thói quen mình đó. Vì vừa dương cái phẩm cái là bắt đầu diệt liền. Chứ cái thói quen là gì? Mình không có muốn nó lặp đi lặp lại, mà mình khổ mãi như vậy nè. Còn nhìn thấy cái sự thật nó đang bị ê chề đau khổ đó, mình biết cái là gì? Nó đang bỏ ta hay là ta đang bỏ nó? Mới gọi là giải thoát. Còn nếu không á, chúng ta cuộn là ở trong cái thói quen đó, ta sống lại lần nữa và tiếp tục như vậy, cho ta đối diện mãi mà không ra được cái sự giải thoát này. Chứ Tăng đi nghe kẹp không? Chúng ta không có làm đó. Khi người ta tê nhức vào đau thì chúng ta cứ nhúc cái chân ra, đứng lên duỗi chân. Không có. Mỗi buổi sáng đó, Sư Ga sẽ ngồi thiền với Chư Tăng trên này. Mỗi buổi tối đó, Sư Ga sẽ ngồi thiền với Tăng trên này. Sư nghe sạc 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 mừng quá trời. Lậu hoặc là chúng ta phải massage, phải xoa nắng, xoa bóp cho má nó chạy đều, mới đứng lên không té xỉu liền. Lậu hoặc mình phải coi thật sự nó.
kẻ thù ghê gớm nhất và kẻ thù phản bội ghê sợ nhất và kẻ thù mà ác độc nhất ở trong đời của ta là thân xác này, chính nó gạt ta. Ta cho nó ăn đồ bổ, ta cho nó đồ ăn ngon, ta chiều chuộng nó đủ thứ, ta săn sóc nó từng ly từng tí, còn hơn mẹ ta và cha ta nữa mà nó phản bội ta như thường. Vì mà còn cười đó, đau khổ lắm đó. Chúng ta phải thấy được sự thật. Tại sao chúng ta phải lo cho nó nữa? Ta nhìn thấy nó, một là ta bỏ nó, hai là nó phải bỏ ta. Ta phải nhìn thấy đó đó, đó là sự cột chói, đó là sự thúc phược, đó là sự dính mắc dòng đó mà không có ra được. Chúng ta mới ra được khỏi tam giới chứ. Cứ như ta cứ mãi gì ta còn trong tam giới, dục giới, sắc giới, giả sắc giới, như thì ta tu, ta muốn giải thoát. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng nó hoài như một cái gông cùm, chúng ta giữ chân nó mà nó không đi, ta không đi, hai bên ở lại nhau, thì sao gọi là giải thoát? Hay lâu quá. Chúng ta phải nhớ, kẻ thù của ta là chúng ta tạo ra cho nó một cái thói quen và ta chiều chuộng nó tại nơi đó, nó giết chết ta mà ta không hề biết. Đồng ý chưa? Và chúng ta hôm nay chúng ta giải thoát nó, không có chiều chuộng nó. Cái này ta không có đốt, ta không đốt, có nhiên liệu, có củi, có lửa ta đốt, không có nhiên liệu, củi được đốt ta để nó lên lại. Còn này ta phải giết, mà giết này đâu có cần mà tốn củi lửa, không có cần tốn củi lửa, ngay trong ta diệt thói quen của ta, ta chấm dứt cái thói quen này và không có tập lại và không có nuôi tâm tính của ta lại, vì chúng ta gà. Vậy thì tại sao con người mà chúng ta được chia làm 6 loại tánh, tánh tầm, tánh giác, tánh si, tánh đức tin, tánh gọi là tánh 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 giác, tánh 6 loại tánh: tham, sân, si, tánh tầm, tánh giác, tánh đức tin. 6 cái tánh đó là cái thói quen. Cái người mà tánh tham là họ ưa tham không nè, họ mới sinh ra tánh tham, đúng không? Cái tánh sân là họ ưa sân, cho đó nó mới hiện ra cái tánh sân. Cái người tánh si, nó ưa si nó mới có hiện bài cái tánh si. Tánh tầm là người ưa tìm kiếm, vô nhà đi lục, vô chùa cũng đi lục đó, đó là tánh tầm, là tầm kiếm. Rồi tánh đức tin là họ cái gì tin đó, nghe đầu tin đó là ngày hôm qua Bí Chư Tăng đi không có biết được đâu. Hồi lúc mà xưa trên và chi nhà nó sự lái xe nhanh quá đó, cán chết con chim bằng bài đó. Trời ơi, sư chạy nhanh dữ vậy hả? Cái là tánh đức tình đó. Thấy không nào, nghe đâu tin đó. Mà không có phân biệt được đúng hay sai. Cái đó là tánh đức tình, cái đó là cái thói quen. Chúng ta nhớ ha, mà cái thói quen đó đó, nó hình thành chúng ta. Nó hình thành chúng ta để chúng ta mới ra cái trường hợp mà chúng ta trở lại cái lậu hoặc đó hồi nào không hay. Hôm nay ta ngồi thiền, những cái gì mà có thói quen nó lên, mà nó liên quan tới cái thân, liên quan với cái thọ, liên quan cái tâm với cái pháp của nó, mà ta lồng cái thói quen ta vô đây, ta phải cắt bỏ để ta nhìn thấy rõ được bản chất nó thường. Hiểu không? Hiểu không? Ta không có đem cái này vô nữa, ta bỏ nó qua một bên, chúng ta nhìn thấy nó. Chúng ta nghe kịp chưa? Kịp chưa? Tủ bắt tuy nhân, nhân tự tuy, qua bắt mê nhân, nhân tự mê. Qua chẳng làm ta sai, đằng qua chẳng làm ta mê, mà chính ta tự mê. Tủ chẳng làm ta sai, chính ta tự làm sai. Như vậy thân của nó, chính bản thân nó có, mà ta vì thói quen ta nuôi dưỡng nó, ta nói thân này là của tôi ta, rồi từ đó nó giết ta hồng nào hay. Sau Chí Tăng Vinh Ni quan hệ ha, chúng ta phải chặn cái này lại, giết. Khi ta nhìn cái này, những cái gì của nó là để cho nó, những di kiện nó đang có, nhìn thấy nó như thật chúng ta đang quan sát nó một cách là khách quan. Tê bây giờ chúng ta ngồi, ta nói nó, ta bị tê, ta làm nó tê, hay là tự nó đang tê, hay tự nó đã có cái tính chất tê mà bấy lâu nay ta bận rộn chân đề Phật sự, chúng ta không thì giờ ta để tới nó, chúng ta vẫn thấy nó tê, nhưng mà chúng ta không để tới nó. Rồi chúng ta ngồi thiền, ta nói ta ngồi thiền ta mới bị tê, chứ còn ngoài ra ngoài từng đời sống hàng ngày chúng ta không bị tê. Nãy giờ sư cầm cái micro này cũng tê đây rồi, nãy giờ mình thấy à, chứ đâu có ngồi thiền đâu, cái này tê nè. À, tê rồi, tê một tiếng đồng hồ, thấy không? Một tiếng đồng hồ. Ở trên kia đó sư giảng đó, ông có cầm cái micro, đeo không à, gắn ở đây
nói hai tay múa tay tới lời hà thống bị tê. Nhưng bây giờ về đây cầm cái microphone này tê một tiếng rưỡi tê, thấy biết tê vẫn nói pháp như thường. Tại vì sao? Không chịu nó, và nó nhìn thấy nó đang có, và nó đang có những cái gì của nó, không phải của sư. Và nó đến và nó đi, và không ai mời không gọi, và nó không báo mình tới, mà nó đi không cho mình hay. Cái đó là bản chất của pháp. Mình nhìn thấy pháp, mình nhìn thấy pháp được đó, mình mới thấy được cái ý nó gần bên pháp, mình mới đứt được, mình mới cắt đứt được đâu đó pháp ý đứt chung mình nước ông châu. Rồi. Đúng không? Nhưng mình thấy pháp thì mình mới thấy ý thức được, ý thức được là mình mới cắt đứt nó được. Nên là pháp ý đứt đi chung nước Âu Châu. Trời ơi. Rồi chưa? Nắm được chưa? Rồi được chưa? Chúng ta phải hiểu chứ. Nên chúng ta phải hiểu. Phải chưa? Do đó đó, không có cái chuyện gì mà chúng ta không biết được hết đó. Không có gì chúng ta không biết được nó đó. Mà sợ rằng là chúng ta không muốn tìm để mà biết. Sợ rằng chúng ta không chịu làm để mà chúng ta gặt hái để cái biết của mình có được. Chứ không có cái gì không có. Giáo pháp Như Lai, giáo pháp công truyền. Giáo pháp Như Lai không có bàn tay nắm lại. Không có bí truyền. Do đó nó không có mặt. Mà tất cả đều được công khai. Giáo pháp của Đức Phật này rõ ràng, trong sáng. Chứ không có gì mập mờ và mờ ám, không thấy. Chúng ta phải tìm ra được cái lý của nó. Minh Phật chi lý. Sáng suốt mà giác ngộ tìm thấy được chân lý. Tại nơi đó sự thật nó có. Tại nơi đó khổ tập diệt đạo luôn luôn có ở trong pháp. Thì thân này có sanh, nhân sanh ra nó, diệt của nó và con đường diệt tắc của nó, nó luôn có. Không phải chỉ mình có, mình không làm ra nó. Nếu mà ta nói ra là cha mẹ sinh ra ta, thế thì khi người ta sinh ra cũng là người mẹ người cha sinh ra ta. Anh ta khác ta khác anh ta, thì ta nói đó là nghiệp. Không phải, chúng ta nói là nghiệp có không đủ nữa. Chúng ta nói tới đó là gì, vật thực. Không phải, cũng chưa đủ nữa. Do cái trường hợp là gì, thời tiết làm cho người mập người ốm. Không đủ nữa. Chúng ta phải biết bốn nguyên nhân sinh ra cái xác thân này. Ngoài người mẹ người cha ta, nó có bốn nguyên nhân sinh ra. Thứ nhất, hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta phải tìm ra nghiệp nó sinh ra chúng ta. Chúng ta có cao, có thấp, có nam, có nữ. Cái tâm của ta sinh ra, cái thân này làm chúng ta thâm tâm của ta được tốt hay xấu. Và thời tiết làm cho cái thân này được tươi tốt hay xấu. Và vật thực nó nuôi dưỡng chúng ta. Cho đó tứ nhân sanh thân. Tứ nhân sanh thân. Chúng ta phải biết bốn cái yếu tố, bốn yếu tố nó làm ra cái thân sắc này. Không phải người mẹ, người cha. Không phải người mẹ, cha. Do đó chúng ta sẽ thấy có nhiều người con họ đổ thừa. Sao mà cha mẹ sinh họ ra không được như ý nguyện. Nhưng mà nhà thơ Nguyễn Du có nói, đã sinh ra, đã mang lý nghiệp vào thân. Trời, cái lớp này hay quá ha. Vừa nói cái câu là cái câu thứ hai hay liền à. Đã mang nghề nghiệp vào thân, cái này chắc trời gần, chắc xa liền à. Mà còn trời xa, trời gần nữa. Phải không nè, nghe chưa? Nhưng mà chúng ta thấy, cái thân này, nó có bốn nguyên nhân. Nhìn vô đó, chúng ta lựa ra. Thí dụ như cái thời tiết lạnh quá làm cho người mình run lên, mặt mày xanh mét, hay là cái thời tiết nóng quá làm người mình đỏ bừng lên, mình đã giả mồ hôi, cái thân mình thấy do là thời tiết. Còn vật thực, mình ăn nhiều quá thì làm cho mình béo phì, mình ăn ít quá làm cho con người mình ốm lại, và nhất là bên này ra máu nữa, mắc sức nhiều lắm rồi đó. Bị người ta nói thử máu mà sư nghe toàn là lấy máu không, sư nghe sợ lắm. Trời ơi, xưa nay sư nghe danh từ là thử máu không à, không có nghe mình danh từ lấy máu, nghe lấy máu ớn nha. Ớn nha, nghe cái danh từ ớn nha. Nghe lấy máu cái hết hồn chứ à. Cha, ở chùa mà sao toàn lấy máu không à. Nghe không, ta đi thử máu để ta trắc nghiệm, máu tốt máu xấu, máu bệnh, không bệnh, phải không nè. Rồi, vật thực, đúng không, vật thực là ta ăn, do cái ăn chúng ta mới có. Rồi, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái nghiệp. Nghiệp nam, nghiệp nữ, sinh ra người nam, người nữ. Chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Rồi từ đó là cái tâm của ta. Như vậy thì bốn cái này, cái nào là chính, chúng ta phải biết. Và cái nào là phụ, chúng ta phải nắm. Cái chính của nó là cái tâm. Tâm tạo ra nghiệp, đúng không? Tâm quyết định thời tiết, mặc áo ấm, áo dày. Và tâm làm cho vật thực mình theo ý của mình muốn có. Thế thì chúng ta phải khai thác đó.
chứ chúng ta không có phải lệ thuộc của nó, làm nó điều khiển ta mãi. Bà mang lấy nghiệp vào thân, thế thì ta xuôi theo dòng nghiệp nó sao? Tâm ta sửa nghiệp được. Rõ ràng thời tiết nó làm chúng ta bị chinh phục đó, chúng ta không dám sống như sao? Ta giải quyết được. Nóng lạnh chúng ta giải quyết được. Vật thực chúng ta cũng phải biết được. Vật thực nó có hai loại: danh vật thực và sắc vật thực. Vật thực nó có ăn, là miếng ăn. Và có ba cái loại danh vật thực là gì? Xúc, tư và thức thực. Cái sự cảm xúc nó, mắt nhìn thấy cảnh sắc, no xài không cần muốn ăn nữa, cái là xúc thực. Rồi sự suy nghĩ của nhà bác học nghiên cứu trong nhà, trong nhà viện bào chế, ông ta quên thời gian ăn, cái là tư thực. Và khi người ta khám phá được một kho tàng to lớn ở trong nội tâm, chúng ta chinh phục được và chiến thắng được đó, chúng ta có cái thức thực quên ăn luôn. Cho đó đó, không phải nhất thiết cái gì cũng phải dùng vật thực. Vẫn biết rằng là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, nhưng chúng ta có danh vật thực và có sắc vật thực. Do đó đó, nhìn cái thân này, nhìn cái thân này mà nó bị hoại diệt, nó bị hoại diệt vì tê nhức mồ đau, là hoại diệt đó do chính nó chứ không phải do ta. Nhưng mà ta đặt cái lậu hoặc của ta vô trong nó, ta nuôi dưỡng nó, u tê quá, phải giải bớt nó đi. Đau quá, phải mở chân nó ra chút xíu đi. Rồi mỏi quá, dựa lưng một xíu đi. Rồi đau quá, nhức quá, thì xoa bóp vào chút gì, bắt đầu cái nghe sạc 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 sạc. Cái đó là xoa bóp đó. Nghe chưa? Vì tối nay còn xoa bóp nữa không? Trời ơi, lớp hay ha, lớp hay ha. Lớp hay ha, hay. Hãy nhìn thấy nó, để mình thấy phủ phàng nó phủ phàng mình. Như Tư Tăng như này nghe kịp không? Có một nhiều người Việt Nam gặp sư, họ nói chứ buồn quá sư ơi, cứ mỗi ngày tới 30 tháng 4 con buồn quá, con mắc nước. Sư nói đâu có, nước mắc mình chứ mình đâu có mắc nước. Nước vẫn còn trong người của mình, mà nước không còn mình ở trong đó, như bây giờ mình ở đây thì nước mắc mình chứ mình đâu có mắc nước. Hiểu không? Trời kêu à, Chư Tăng Ni hiểu không nè? Mình không có mắc nước, lòng yêu quê hương mình trong tim không có mắc, nhưng mà nước không có mình ở đó, tại vì mình đã sống bên đây. Chúng ta nước mắc chứ không phải mình mắc, phải không nè? Thì thân nó đau, thân nó đau, chính nó hoại diệt bởi nó. Mà ta thương thân ta thì chính ta thương nó, chứ nhưng mà bỏ ta hồi nào không ai biết. Chư Tăng Ni phải nhớ như vậy. Có ai biết ngày mai mình ra đi không? Và nó có ra đi ngày mai không? Không biết. Có năm điều ta không biết, phải không nè? Cho đó đó, nó đến và nó đi, không đưa lậu hoặc vô để mà biết, và không đưa lậu hoặc vô để mà hiểu, không đưa lậu hoặc vô thói quen ta để mà nuôi dưỡng nó theo ý ta nữa. Nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, ta gọi là quan sát như người xem phim. Có những người họ còn có xem phim, sư không biết Tăng Ni đây làm sao, chứ những người ngồi xem phim, trời ơi, khóc chảy mắt à. Sư nói chứ, ở kia nó diễn viên, nó được trả tiền, đạo diễn trả tiền cho nó, còn đây mình khóc không ai trả tiền. Nó phải diễn xuất như vậy nó mới được trả tiền đó. Mình ngồi đây mình khóc, lương sư bá chút anh đài vậy đó. Rồi lúc đó làm gì? Không ai trả tiền. Chị Tăng Ni đồng ý không? Và đó, nó là nó, mình ngồi mình xem phim thôi. Cũng như vậy mình nhìn thân, mình xem thân nó như của nó. Của mình á, nếu là của mình á, mình quyết định nó, mà nó không chịu theo quyết định mình á, thì mình đánh nó, mình đập nó, mình la nó, mình gầy nó được. Nó mà theo được như vậy đó, thì cũng mới làm. Nhưng mà khi mà đánh nó, mình gầy nó, mình la nó, mình mắng nó, hay là mình làm đủ thứ nó cũng không theo mình. Thì đừng nên làm, đứng ngó thôi để mà thấy được sự thật. Gọi là chân lý. Sao đó. Chứ Tăng Ni phải nhìn giúp cho trạng thái khách quan. Chứ Tăng Chi Ni phải nhìn giúp trạng thái diệt lậu hoặc. Mình phải diệt nó trước mới nhìn ra được. Vậy thì cái pháp môn tu thiền quán chúng ta muốn quy chế với nhau, là chúng ta muốn đi vô cho được cốt kháo, là chúng ta đồng ý nhau ký bản hợp đồng công tác trước khi ta vô, từ bỏ thói quen để mà nhìn thấy khách quan giữa pháp này đang có, chúng ta mới chịu ký.
người ta mới làm. Còn nếu ta vô mà chúng ta cứ giữ cái thói quen, chúng ta giữ cái thói quen cho dù 100 năm đi nữa thì chúng ta cũng không sửa đổi được những cái pháp mà không thể nào thấy được. Đức Phật ngài nói ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì khi mà thấy được pháp sanh diệt là của nó đang sanh diệt, thì làm sao mình đổ cái thói quen vô để mình giữ cái sanh diệt nó lại, đừng cho sanh diệt nó lên, làm sao mình thấy được? Nó đang lớn, nó đang hiện và nó đang có, mình đang thấy. Mình bấy lâu nay mình không được thấy, bây giờ có cơ hội được thấy, sự thật nó đến vậy, bây giờ mình lấy mình lắp mình che lại. Sì. Lấy che đợi. Cái vừa thấy tê một cái nó ló đầu tê cái nó bập cho hết tê. Thấy mà làm sao? Mình mấy lâu nay mình nhà mình không có thấy con chuột. Do cái radio của mình á không có để mình sợ hở, mình đóng cửa chặt chẽ. Nhưng mà hôm nay có khách khứa bạn bè nó tới đông quá, cái mình mở cửa ra, mở cửa vô, có nhiều người sơ ý, con chuột nó chạy vô. Tối mình ngủ không được, mình nghe nó sụt sạc hoài, mình tìm. Không phải là ma, không phải là tên ăn trộm, mà nghe nó sụt sạc hoài. Nhưng mình mới đi tìm, bật đèn pin lên, lấy thùng này ra, mở cái tủ kia ra, lục ra thấy được con chuột. Thấy con chuột rồi làm sao? Gã xỉu. Đó, mình thấy con chuột thì mình phải chụp nó chứ. Mình nắm bắt nó chứ. Chẳng lẽ mình ngã xỉu hay quỳ lại nó đi. Ta không có. Ta ngồi thiền cũng vậy. Ta ngồi thiền để ta tìm thấy được sự thật của nó. Tê nhất bộ đào nó ló ra cái quỳ lại nó. Tao đừng cái tê ra. Đâu có phải vậy. Phải nhìn thấy nó. Và phải bỏ cái thói quen này. Không có sợ. Không có quảng hốt lên. Phải để chụp cái pháp đó. Phải chụp được cái pháp đó. Mình thấy được bản chất nó đằng sau, nó núp ở trong cái pháp đó. Một cái gì? Thực tướng của nó nằm ở trong đó. Thì ta mới ra được chứ. Ta gọi là thực tướng pháp vô thường khổ đau vô ngã. Đấy lâu nay ta tưởng là thường của ta, ngã này là của ta, an lạc này của ta, không có khổ đau. Vì thế thì khi ta nhức đầu, khi ta bị nhổ răng, khi ta bị té, bị sưng chân, bị gãy tay, cái cơn đau nó dẫn đến. Chúng ta nói cái tay chân của ta đã thường sao? Cái răng của ta thường sao? Sáng nay, quý chư Tăng Nguyên Ni nghe Thượng Tọa Chi Sự nói không? Chức Sự nói đó. Thứ bảy này tới, răng thiệt làm răng giả làm răng thiệt luôn. À, thì mình mới thấy đó là gì? Cái khổ đau nó đến với mình rồi. Thấy không? Dù không phải mình ngồi thiền, mình cũng thấy được sự thật rồi đó. Bây giờ mình mới thấy, bắt đầu lo chuẩn bị đi. Từ đây về sau, cái ngày thứ bảy này là vừa đánh răng vừa hút gió luôn. Thì thiệt là mình cái giả mà. Còn cái giả mới làm ra thiệt thiệt. Và đó. Thì quý Tăng Nguyên Ni thấy không? Nó dẫn bỏ mình đi. Nó dẫn bỏ mình đi. Lần lượt nó ra đi. Từ từ nó ra đi. Những chúng ta sẽ ta xin trả chim đôi cánh. Đôi cánh nhẹ bay xa. Ta trở về im lặng. Mắt ngẩn nhìn mây qua. Bạn bè lần lượt đi xa. Chỉ còn lại mình ta. Ta trở về im lặng. Ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Và mình mới thấy được sự thật đó chứ. Mình thấy được cái sự thật đó, mình mới tìm ra được cái vấn đề của pháp đó chứ. Chứ mà ta chạy theo hoài, chạy theo hoài không có được. Chúng ta phải nắm bắt pháp. Ta nắm bắt pháp, chứ ta không phải nắm cái thân. Pháp nó nằm ở trong cái thân, nó ló lên ta nắm. Cái thọ, pháp nằm trong cái thọ, nó ló lên ta nắm. Chứ không phải ta ngồi ta niệm thọ, buồn là cái chuyện nó có. Không có hôm nay, nó cũng có ngày mai. Không có tại đây, nó cũng có cái chỗ khác. Rồi không có câu chuyện này, nó cũng có câu chuyện khác nó tới à. Buồn, không ai nói được. Nhưng mà khi mà cái buồn nó đến á, người ta ngồi ta buồn, để ta niệm cái buồn, ta thấy cái buồn, ta sầu trong buồn, ta đau khổ trong buồn. Buồn để làm chi? Buồn để làm chi? Buồn ơi, xin chào mày. Phải nhìn thấy pháp. Buồn ơi, ta xin chào mày. Mình phải nhìn thấy được cái pháp. Chứ không phải mình buồn, để mình ngồi niệm cái buồn. Cái thọ đó mà ta ngồi ta niệm cái thọ. Cái thọ thôi mà ta ngồi niệm thọ, ta niệm tới cái pháp. Cái pháp là gì? Pháp đó là cái pháp đau khổ. Cái pháp đó là pháp vô thường. Cái pháp đó là pháp vô ngã. Nó đã có đến với ta rồi đó. Giờ cái thọ khổ, thọ buồn này, nó cho ta thấy được bản chất, được sự thật trong đời này. Tới nay ta tưởng thế đen này là một màu hồng, nhưng bây giờ thế gian này là một màu lam. Xuất gia thu nữ tì khu này. Đang vậy. Chúng ta phải thấy được một sự thật. Chúng ta không phải ta niệm trên cái thọ, chúng ta quán trên cái thọ, mà ta thấy cái pháp của thọ đang lên.
chúng ta mới nhìn ra được. Không có một người nông dân nào, không có một người nông dân nào cha truyền con nói ba đời đi nữa, không có người con nông dân nào dám nói với chúng ta trồng cái chuối xuống. Họ nói rằng cái chuối này nó ra được bao nhiêu buồng chuối, bao nhiêu nải chuối và bao nhiêu cây chuối con. Không có người nào dám nói. Chúng ta thấy rõ như vậy đó. Người thông người nông dân nào là ba đời truyền, cha truyền con nói mà người nông dân đó nữa, học giỏi này nữa đó. Ngay cả vô trường UC Davis của bên California, họ chuyên gì về nông lâm súc đó, họ cũng không dám nói một cây chuối trồng ra được bao nhiêu nải chuối, một nải chuối bao nhiêu trái. Có ai dám cho nói được đó không? Không có. Nhưng nhà sư ha, nhưng mà chúng ta đi tìm cái đó để mà ta hiểu cái đó để làm chi? Không phải, chúng ta nhìn thấy được sự thật của nó. Vậy thì khi mà ta thấy được cái thọ nó đến thì ta phải hiểu được cái thọ này nó đến chúng ta là để làm gì, để chúng ta thấy được sự thật đang vui mà nó trở thành buồn, rồi đáng buồn gọi là đã vui, vậy đó chúng ta thấy sự thật. Chúng không ta nuốt tiếc cái buồn, chúng ta không chạy chụp lấy cái vui, chúng ta nhịn lấy cái buồn để mà ta không muốn bỏ nó, và chúng ta không có chụp lấy cái vui để người ta níu kéo nó mãi mà cho ta được hưởng một phút giây nào một mũng banh của nó đang cho. Không ai lượm bắt được bong bóng nước cả. Không ai lượm được bong bóng nước cả. Mà bong bóng nước nó đến và nó đi, nhìn thấy nó và mình thấy tan vỡ của nó. Thì cũng vậy, bản chất đó nằm ở trong con người của ta. Cái thọ nó đến ta, ta nhìn thấy cái pháp. Pháp của cái buồn đó là cái thay đổi của cái vui. Pháp vui đó sẽ bấp bênh, nó sẽ đến là cái buồn, nó sẽ có ngày đó. Thì lúc bây giờ ta thấy cái sự thay đổi của đó. Nhìn thấy đó thật đáng chán, chán cho vô thường, chứ không phải đã chán với cái buồn, cái vui nó đến cho ta, người ta bị chinh phục, cái tâm của ta bị thay đổi. Nó chậm với tôi nghe kịp không? Tăng nghe kịp hay không? Nó chậm nghe kịp không? Vậy đó, chứ tăng nguyên niệm phải nắm được cái pháp, chứ không phải nắm ưng cứng trong cái thọ. Có những người hành giả lên trình với vị sư: bạch sư, con ngồi con đau miết à, con ngồi con đau cả tiếng đồng hồ hết à. Chư tăng ni nghe câu nói đó, chúng ta có sự nhận thức không? Con ngồi con đau miết một tiếng đồng hồ không hết đau, thì chư tăng ni nghe cái câu đó họ trình pháp thì người ta trả lời được chưa? Trả lời được không? Hành giả tu thiền gì? Đầu tiên hỏi hành giả tu thiền gì? Dạ thiền quán. Một tiếng đồng hồ ngồi mà thấy đau không? Cái đó là chỉ hay là quán? Nó cái đi vậy hoài, dù là nó đau mà nó y vậy hoài, nó không thấy gì, nó lên xuống rồi đó. Cái đó là an tịnh, an tịnh trong cái đau khổ của nó, phải chưa? Hiểu chưa? Còn khi mà quán đó, từng mỗi phút giây cái đau nó thay đổi, chứ không phải đứng y lì là trong đó đâu. Phải thấy một cách vi tế, thấy một cách chính xác, thấy một cách rõ ràng, thì chính cái đó là cái đó người ta gọi là niệm. Như vậy thì niệm, định nghĩa của niệm, định nghĩa của niệm là mấy? Định nghĩa của niệm có 4. Chúng ta bắt đầu ghi niệm có 4. Nhưng mà niệm có 4, trạng thái của niệm là gì? Không dễ vui. Niệm vẫn à, niệm nó có 4. Cái này chưa có ghi, chưa ghi bao nhiêu lâu nha, còn đang ghi trong tập nha. Trạng thái của niệm là gì? Trạng thái của niệm là gì? Thường luôn, thường luôn ở trong cảnh, thường luôn ở trong cảnh, thường luôn ở trong cảnh, không có dễ vui, chứ là không có dễ vui với cảnh á, luôn luôn chăm chú với cảnh á, đó là trạng thái. Phần sự của niệm là gì? Phần sự của niệm, cái chức năng, cái chức vụ của nó, chức vụ của sự, phần sự của niệm là gì? Là không được thất niệm, nó phải giữ cái tâm không được thất niệm, đó là phần sự của nó. Và cái sự thành tựu của nó đưa đến kết quả của nó, nếu mà ta làm được cái đó, sự thành tựu của nó là gì? Sự thành tựu là gì? Nó gìn giữ được cảnh, nó gìn giữ được cảnh, nó duy trì được cảnh, làm cho cảnh nó luôn luôn được tồn tại. Và nhân sanh của nó, nhân cần thiết để sinh ra cái niệm này, nhân cần thiết của nó, chúng ta phải biết là gì? Phải có sự ghi nhớ một cách chính xác, chứ không được quên, không được lầm lẫn, không được lộn cái này qua cái kia. Như vậy thì khi ta nói niệm, ta nói tới niệm, nó có 4 ý nghĩa của pháp của nó. Chúng ta không nói chung chung được, ta nói phải chính xác.
nó cái niệm, trạng thái của niệm là gì? Phải luôn luôn ở trong cảnh, khấn khích ở trong cảnh, nhìn thấy cảnh. Cái thứ hai nữa là không được thất niệm. Và cái sự thành tựu là gì? Duy trì được cảnh, thấy được cảnh và phải có chính xác trong cái niệm đó. Nếu niệm chưa phải là tuệ, con đường phát triển, con đường thiền quán đây là tuệ quán, chúng ta mới bước qua ngưỡng cửa đầu tiên thôi. Cái ngưỡng cửa đầu tiên là chúng ta đi vào con đường tu tập thiền thôi, sau đó chúng ta còn phát triển con đường tuệ quán lên để chúng ta quán sát được, thấy được pháp. Do đó chúng ta phải nấy gõ cái như vậy. Như vậy thì khi ta ngồi thiền, ta có để tâm ta trong cảnh không? Ta có để tâm ở trong pháp không? Và chúng ta không có thất niệm ở trong cảnh, trong pháp không? Chúng ta có còn duy trì gìn giữ trong pháp không? Ngay khi tê nó lên thì cái tê nó lên nó làm cho cái hành giả chư tăng chư ni làm sao? Chúng ta bắt đầu nghĩ ra cái chính sách rồi phải giải quyết cái tê này, phải không nè? Khi tê nó lên chúng ta phải nghĩ ra cái chính cách phải giải quyết cái tê này, như bây giờ đổ cái tay này qua vậy đó, thấy không? Thấy không nè? Vậy là khi tê nó lên á, chúng ta nghĩ tới cái chính cách để mà đổi cái tê này, hay là nghĩ cái tê này, thì khi lúc đó chúng ta còn ở trong cảnh không? Đâu có trong cảnh, mình đang nghĩ cái tâm mình nghĩ ra cái kia rồi. À, nghĩ cách để giải quyết cái tê, nghĩ cách để mà đối phó với cái tê, nghĩ cách để mà nghĩ sao làm cho đừng tê. Cái tê chúng ta đang rời khỏi nó, mà chúng ta đang nghĩ cái tâm hướng về cái khác rồi. Hiểu không? Hiểu à? Có người ta mắng ta, có người lại mắng ta. Ta nghe cái câu chuyện người ta mắng mình, hay là ta nghĩ cái người này xấu, người này tốt, người này giận, người này suy, người này giữ, người này không hiểu, để từ từ giải thích. Tâm ta không còn để cho cái nghe, tâm ta không còn để cái câu chuyện họ nói. Và lúc đó tư tưởng người ta đang xây chuyển, bắt đầu ta nghĩ ra chuyện khác rồi. Mà có khi người ta nghĩ không đúng, có khi chúng ta không hiểu nữa. Cái đó đó là chúng ta thất niệm. Chị Tăng đi nghe kẹp ha. Vậy thì khi người ta mắng ta, lặng thinh để ta nghe pháp. Pháp gì nữa đến cho ta? Pháp nghịch, pháp bất thiện, pháp không tốt. Ta lắng nghe đó, người ta mới nhìn thấy được pháp bất thiện, pháp nghịch là phiền não trong đời này. Gì có mặt trong đời ta có phiền não này. Lắng nghe. Chứ ta không có quan trái với người, chứ ta không có sân với người, chứ ta không có quán hận với người. Tâm ta vẫn giữ được một trạng thái quán thấy pháp để hiểu được pháp. Pháp đến ta trả hay vay, ta trả, chứ ta không có vay không trả nữa, chứ ta cắt cái nghiệp. Còn cái này chúng ta vừa nghe người ta mắng ta, người ta bắt đầu suy nghĩ, mắng lại, mới giờ đang suy nghĩ mắng, phải không nè? Và đó là chúng ta không có pháp quán. Như vậy thì thiền quán nó không bắt buộc chúng ta ngồi trong thiền đường, thiền quán không bắt buộc chúng ta ngồi thiền viện. Thiền quán chúng bắt buộc ta ngồi đối diện với vị thiền sư. Nhưng mà thiền quán ta áp dụng trong đời sống hàng ngày được như thường. Ta nghe pháp, thì pháp nó đến, tâm ta ra sao, cảm thọ ta như thế nào, thân ta có bị rung động theo cái pháp đấy không? Quán sát liền. Hiểu không? Nhìn thấy vật thực để trên bàn, vật thực để trên bàn, ngó xuống, thấy pháp, chứ không thấy cái này ngon quá. Không phải ngó xuống, bên này ít hơn bên kia, sao bên này nhiều hơn mình. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang, ở trên có nhiều nước, ở dưới khô gan. Không có. Nhìn thấy pháp, nhìn thấy cái tâm, người nhìn thấy cái cảnh họ của mình. Và lúc bây giờ cái thân mình cũng động đón nhận cái đó, sắc thân và tâm linh hai bên kết hợp, quán sát thấy pháp thôi, chứ ta không có. Người ta viết lâu hoặc thổi quen. Hiểu không? Bắt đầu không rồi đó. Do đó chúng ta cứ vừa thấy pháp ta lậu quặt lên liền, vừa thấy pháp lên ta ưa và thích, ghét và chê, quan hỷ và không quan hỷ. Lậu quặt chúng ta đâu nhìn thấy mặt thật của pháp đâu, ta không có thấy. Ta lậu quặt nó chê vì ta quán cái gì? Ta không có quán và ta không có tu, và ta không có sửa làm ta tiến bộ được và ta giải thoát được trong cuộc đời này ta đang đau khổ. No way. Không có con đường nào đi hết. Chúng ta không có. Chúng ta quay trở lại. Ta đời sống hằng ngày không phải là thiền đường. Đời sống hằng ngày không phải đối diện một vị thiền sư để ta thu thúc rồi ta là có được điểm tốt. Đời sống hằng ngày ta va chạm với những sự thật.
Mà sự thật đó có dịp để chúng ta nhìn thấy được Phật mặt thật của cuộc đời này, để cho ta mới được gọi là giải thoát chứ. Sao ta cứ nói là ta cứ giải thoát không à? Ta đi tới đâu ta cũng muốn ta được giải thoát. Ôi trần gian này đều nhiều đau khổ, thế gian này là nhiều phiền não trói buộc, thiên nhiên là thúc phược bao nhiêu là cột trói. Nhưng mà chúng ta không có quán ra khỏi cái lậu hoặc của mình, không có diệt trừ cái lậu hoặc của mình, trong khi nó có sẵn trong đây, để người ta mới thấy, người ta mới ra đi, chứ không phải cho ta ra đi của người khác. Người vợ bỏ người chồng đi tu không phải là cái người đó là ra đi, đó chỉ là sự cắt ái của thế gian mà thôi. Ra đi là phải giải thoát ngay cái kiếp sống của chính mình đó kìa, mới gọi là sự ra đi một cách hoàn hảo. Ta cũng vậy, ta ra đi với căn nhà của người mẹ người cha của ta. Tại sao ta cắt ái được người mẹ người cha chúng ta trong lúc bắt đầm đìa của người mẹ người cha thương ta? Nhưng mà ta vô ta ôm thương mấy Phật tử nào thương lắm, Phật tử tôi sự thương lắm, thương hết rồi. Mà không có thấy thương ba mẹ mình à? Ồ, cái này là quán, mình phải quán chứ. Cái này mà quán, mà mình đâu có nuôi gà được đâu. Cái này quán thiệt chứ đâu có nuôi gà. Hãy lắm nè, do đó, chị thì mình đang ở trong cái gì? Cái an tịnh của chị. Lại sống ở trong an tịnh của chị, mà lấy lục hoặc che đắp lại cái bản chất thật của cuộc đời này. Người ta không có thấy ta tu. Ngày đêm trôi qua, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cuộc sống này. Rồi ta thống sống trong cái thói quen này thôi à. Vui buồn, giận hờn, giận lộn, nhan như hờn thưa. Không hết. Người làm ta thích, ta vui. Người làm ta không thích, ta giận. Lậu hoặc chứ không phải là pháp. Đó là lậu hoặc chứ không phải là pháp. Nếu mà ta thấy được pháp đó, thì ta không có cái trạng thái người ta làm ta thích là ta vui. Cái đó là lậu hoặc chứ không phải pháp. Thế thì khi người làm cho ta thích, ngày mơ nó gút cái vui đó, nó lấy cái thích trở lại, thì lúc đó ta sụp xuống ta buồn. Thì bản chất ta là như vậy sao? Ta thay đổi nhanh hơn thời tiết nữa. Hiểu không? Như vậy thì ta chê bai thời tiết, ta sợ hãi thời tiết. Nhưng mà chúng ta không có chê bai chính ta, và chúng ta không có sợ hãi cái sự thay đổi ta mau hơn thời tiết, mà chúng ta thức tỉnh. Không có. Ta phải phán xứ này là không có phải là trên tiết. Tứ niệm xứ này trên không phải trên cái thiền đường. Tứ niệm xứ này áp dụng trong đời sống hằng ngày, để ta đối diện được con người của mình, chứ không phải đối diện con mình với con người của người ta. Không có. Chúng ta không có thời giờ đi so sánh người ta với người mình. Nhưng mà ta không có so sánh được ngày hôm qua với ngày hôm nay. Ta có thay đổi. Thì lúc bây giờ ta chưa đi, mà ta đang đứng lại, và có xe ta lùi lại. Ta học theo pháp con cá, ta học pháp môn theo con cá, chứ ta không có học pháp môn theo con tôm. Rồi không biết rồi. Biết con tôm không? Con tôm nó không bao giờ đi tới, nó bắn lui không à. Đụng cho nó thụt lùi, đụng cho nó thụt lùi à. Con cá nó đi tới. Biết tên chị Tăng đi. Chúng ta học cái pháp môn thiền quán này, chúng ta sẽ mềm mỏng như ngọn nước, chứ chúng ta không có cứng đá như là một tảng núi đá. Nếu chúng ta cứng rắn như một tảng núi đá, người ta xô người ta phá hủy tảng núi đá ta. Còn ta mềm mỏng như ngọn nước, chỗ nào ta cũng đi tới được hết. Chị Tăng, chị Ni hiểu không? Huấn luyện lại. Chúng ta huấn luyện lại cái này. Chúng ta huấn luyện từ nơi đâu? Thân ta thấy rõ, thọ chúng ta thấy rõ, tâm ta hiểu rõ. Pháp nằm trong tâm, pháp nằm trong thọ, pháp nằm trong thân, ẩn chứa ta đó. Bản chất thực tướng của nó có. Quán sát được thấy nó, nhàm chán nó, ra đi khỏi nó, giải thoát. Con đường đó đi tới kết quả. Giải thoát, con đường đó đưa đến kết quả an vui tuyệt đối. Đạo quả niết bàn là con đường đi đến kết quả gì? An vui tuyệt đối. Nó tức là một sự thật chứ không phải trên một lý thuyết. Khi ta ra khỏi cái buồn cái vui, khi ta ra khỏi cái khen và cái chê, khi ta ra khỏi sự dính mắc và sự lệ thuộc, cho ta thấy được an vui không? Hay là ta buồn tủi? Nói thiệt không? Ha, khi ta ra khỏi cái sự an vui, vừa vui vừa buồn, thế gian nó cho ta vừa cái vui vừa cho buồn. Khi chư tăng ni thấy Phật tử không, họ đến chúng ta đó,
họ coi chúng ta như thế nào, tại sao mà họ đến với ta. Gia đình của họ không đến, gia đình họ đang có mà họ không có, họ bỏ thời gian họ đến với ta, tất nhiên họ có cái gì họ đang đi tìm ở nơi ta. Chúng ta phải tìm cái đó là cái pháp, chứ không phải chúng ta nhìn Phật tử đến ta, chúng ta mừng mở cửa đón ra, rồi chúng ta nói tu cao đạo hạnh do Phật tử mới tới của tôi, còn cái chùa cái ế như bà đành vậy đó. Không phải, chúng ta phải nhìn thấy cái pháp, rồi có khi cơn mưa nó đến và cơn hạn hán nó sẽ đến, sau đó nó đến với chúng ta hôm nay, ngày mai nó sẽ thấy, nó sẽ ra đi như ngôi chùa ở bên Utah như vậy đó. Chư tăng đi hiểu không? Phải làm chủ lấy mình phải làm chủ lấy chứ mình, mà chính mình làm chủ mình đó, không ai chinh phục được ta. Thắng ngàn ngàn quân giặc ở ngoài bãi chiến trường không bằng chính mình chinh phục lấy chính mình, chiến thắng thù thắng tối thượng. Đức Phật nói rõ. Chư tăng ni phải thấy, chúng ta không có thì giờ để chúng ta bỏ cái sự tu tập của ta. Chư tăng ni phải thấy, chúng ta phải thấy cái thiền quán. Thiền quán là như vậy, thiền quán là chúng ta thấy sự xáo trộn, thiền quán là cái sự thấy không phải an tịnh nhưng một thói quen. Sự thiền quán là luôn luôn nào nó đến chúng ta một cái bất ngờ, mà trong cái bất ngờ đó luôn luôn ta có cái sự chuẩn bị và có sự trí tuệ cho ta biết được nó sẽ đến bất cứ lúc nào, ta luôn luôn sẵn sàng để đối phó. Không phải lúc nào chúng ta từ trên trời rớt xuống một cách là ngẫu nhiên hay là tự nhiên. Mỗi pháp sanh lên thì có nhân thì có quả, chúng ta không thể nào dùng danh từ là tự nhiên một cách ngẫu nhiên mình mau lẹ được. Tự nhiên tôi thấy tôi thương bà, tự nhiên tôi thấy tôi ghét bà, không có cái pháp tự nhiên đó. Có nhân có quả, có thể là nghiệp quá khứ, có thể là quan trái, có thể là cột chối dính mắt. Nhưng mà trong khi mà chúng ta không tìm được nhân và quả đó, chúng ta cho rằng tự nhiên, tôi đánh mất đi cái trí tuệ của chúng ta để chúng thừa nhận cái câu nói cho thông qua mà dễ hiểu mà thông cảm mà thôi, chứ thật ra không phải vậy. Do đó đó, pháp nó nằm ở đây, nó sanh như thế nào nó có nhân, và nó có nhân là nó sanh, thì nó có nhân là có diệt. Mà chúng ta không có nhúng tay vô của một cái lậu hoặc của ta, ta phải chặn cái cửa này vô, không có cho nó vô. Khi nó tê nó đến người ta biết, khi ta nghe người ta biết, và nó nghe nó đến và nó đi. Quý tăng quý ni nghe, có khi nào chúng ta nghe một người ta chửi mà ta nghe từ này ngày qua ngày kia không? Trả lời có nữa. Sự bắt đầu xấu rồi. Không bao giờ cái lời chửi mắng và lời khen người ta cho ta ngày này qua ngày kia, nhưng mà chính ta nuôi dưỡng cái lời chửi mắng đó và lời khen đó ngày này qua ngày kia để mà mình sống trên cái đó. Thực sự là mình không có quán thấy được pháp, mà mình quán trong cái lậu hoặc của mình thôi. Mình nuôi cái lậu hoặc của mình thôi, mình nuôi dưỡng cái lậu hoặc mình thôi, chứ đâu có người nào mà cho ngài đem mình hoài đó. Mà mình cũng vậy. Và Thâu Băng nữa ha, Thâu Băng ngày đem luôn 24/7 nè. Đó, chúng ta phải giải quyết cái lậu hoặc chứ. Chúng ta giải quyết, khi ta ngứa chúng ta làm sao? Lậu hoặc. Sí, khi ta ngứa là ta gãi liền. Đó là dục lậu, là ta muốn gãi. Người ta thấy đúng cần phải gãi là kiến lậu, và không hiểu biết tại sao ngứa vô mình lậu. Hey. Khi mà ngứa lên ta ngồi. Ngứa lên ta ngồi im. Có khi là con muỗi nó đang cắn, nếu mà ta làm lẹ quá đó nó chết. Hay là mình ngồi yên. Còn ngứa không? Hết ngứa, còn ngứa không? Hết ngứa, còn ngứa, bắt đầu để ngứa ngứa, chúng thương cọp nó cắn mình luôn chết rồi. Tại vì nó đang liếm cái đầu mình không hay. Cái tăng ni kiểm không nè. Do đó đó, mình không có thấy. Mình không có thấy, mình cứ chạy. Mình chạy theo cái thói quen vừa ngứa là gãi. Không nè, vừa ngứa là gãi, khát nước là uống nước. Đó bụng là ăn. Phải không nè, buồn ngủ. Trời ơi, cái câu đó hay vô cùng à. Nên đó đó, thì như thế thì chúng ta đâu có ngừng lại để thấy. Đâu có ngừng lại để thấy. Ta ngừng lại thấy cái thói quen của ta, chứ không phải ta ngừng lại để ta thấy ta đang đói. Thì cái thói quen này nó còn dắt ta đi bao lâu nữa? Cái thói quen này còn dẫn ta đi tới nơi nào nữa? Cái thói quen này nó còn uốn nắn ta đi tới chỗ nào nữa? Thế đó ta bắt đầu coi, nó sanh cái này mà ta chiều, nó sanh cái khác. Nó như là rẫy tre vậy đó. Nó phá hết đất cho ta. Mà khi ta đốn nó nẹt lửa luôn chứ không phải bình thường. Cho đó chúng ta phải thấy đó là một sự thật.
chúng ta thấy cái thời gian nó đi rất là nhanh, không có thể nào chúng ta đón nhận được, mà sự tu tập chúng ta không kịp nào để mà ta theo dõi được đó. Thì cái pháp quán này là chúng ta không áp dụng được đó, là chúng ta mất một cơ hội được có sinh ra làm người mà được nghe giáo pháp của Đức Phật, mà giáo pháp Đức Phật ngài chỉ chúng ta áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày, chính trên con người của chúng ta, mà chúng ta dùng nó trên, không phải trên kinh điển đó, là chúng ta phải dùng được. Không ai nắm được thời gian, thời gian đi rất là nhanh, không ai nuôi dưỡng cái lậu hoặc, vì lậu hoặc nuôi dưỡng mãi không bao giờ ta đáp ứng được nó. Do đó đó, không sao giờ chúng ta chiều chuộng được nó, và không bao giờ ta muốn được như ý của ta được nó, là vì chúng ta chưa thành tựu trong sự tu tập để mà trở thành một bậc thánh nhân. Thánh nhân không pháp nào chinh phục được, chỉ còn phàm phu thì mới bị pháp chinh phục, chúng ta mới gục ngã tại nơi đó. Do đó thời gian đi rất là quan trọng. Mà chúng ta sẽ thấy, chúng ta hết giờ và nghỉ tại đây.